Xin chào mọi người. Tối nay 9:30 mình sẽ có một cái livestream ở trên Tiên Academy, ở trên YouTube. Sẽ nói về Bitcoin. Giá nó sẽ đi đâu những giờ tới đây, những tuần tới đây, những tháng tới đây. Mình sẽ đi lại lịch sử và mình dùng data để gọi là dẫn dắt, định hướng tương lai. Ok. Mình sẽ trả lời luôn, phải Bitcoin là gọi là vàng điện tử hay không? Một tài sản thật nhất hồi đó đến giờ. Mình đã ngồi đây đánh trống thổi kèn và làm video khoảng cỡ 2 năm trời về Bitcoin. Mình cứ mỗi đêm, thường thường trong tuần, là mình ngồi với những anh em, gia đình thứ hai của mình ở ngoài xã hội, phân tích về Bitcoin từ cái con giá đầu khoảng cỡ 17.300 đến giờ. Mình phân tích từ 17.300 đến giờ và đã dẫn dắt rất là nhiều anh em, gia đình thứ hai của mình trúng rất là nhiều tiền. Ok. Thì tối hôm nay mình cũng làm cũng giống cái công việc như vậy, nhưng mình còn sẽ bao gồm thêm là tin tức về thế giới, tin tức về nhà băng trên toàn thế giới, tin tức về lạm phát, tin tức về sự in tiền một cách gọi là vô tội phạm của nước Mỹ, tin tức về tiền đô la ngày nào nó sẽ đi xuống nhà vệ sinh. Ok. Tin tức về những cái nước này nước nọ đang làm ăn chung với Trung Quốc và bắt đầu dùng tiền Trung Quốc để giao dịch, để mua bán. Và Nga thì như thế nào? Ok. Và chừng nào? Ok, chừng nào thì mình sẽ thấy cái ngày mà gọi là cái tiền đô la và nước Mỹ sẽ đi xuống nhà vệ sinh và một cái nước mới, ok, sẽ thay thế nước Mỹ trở thành một cái nước gọi là nắm đầu thế giới. Và cũng nói luôn, cái thống kê và những cái data này mình đã cho những cái người theo dõi cái kênh Tiền Academy một thời gian dài rồi. Cứ khoảng 100 năm là nó có một sự thay thế một lần. Ok, cứ một cái nước nào nó thay thế một cái nước khác để lên, ok, nắm đầu thế giới. Và cái tiền tệ của cái nước đó là cái tiền tệ của toàn thế giới. Thì trong tương lai tới đây, chắc chắn là không chỉ là tiền, nói luôn là tiền Trung Quốc là tiền nắm đầu thế giới. Muốn nói không thì mình không nói tới, tại mình không biết gì về Trung Quốc hết. Ok, và mình cũng không nghĩ là mình muốn biết Trung Quốc. Mình không biết cái ngày Trung Quốc nắm đầu thế giới á, nó có tốt hơn ngay bây giờ hay không thì mình không biết. Nhưng cái ngày và cái phần trăm mà gọi là tiền Trung Quốc là cái tiền mà gọi là thế giới phải sử dụng, hay là người ta tạo ra một cái đồng tiền mới. Ngay bây giờ nó có cái nhóm BRICS, đúng không? Trong đó có Nga, có Brazil, đúng không? Có South Africa là châu Phi, ok, và Ấn Độ này, ok, và Saudi Arabia và Iran và những nước khác đang nằm ở trong cái danh sách chuẩn bị muốn tham gia. Và vừa rồi, những cái năm vừa rồi thì người ta mua vàng rất nhiều trên toàn thế giới, người ta thu gom vàng về để làm gì? Có thể là người ta tạo ra một cái đồng tiền tệ này mới, chứ không phải dùng tiền đô la nữa rồi. Và bây giờ cái đà mà ngừng dùng tiền đô la, giảm dùng tiền đô la, cắt hết những cái trái phiếu cổ phần, trái phiếu nhà nước của nước Mỹ, cắt bớt cái tiền gọi là reserve, người ta phải giữ cái tiền đô la trong cái kho bạc của họ trên toàn thế giới, thì càng ngày nó càng giảm đi, bởi vì người ta không tin vô cái tiền đô la nữa rồi nha. Bởi vì cái sự in tiền của nó, cái gọi là cái sự in tiền vô tội phạm của nó, muốn in xong ta in, và bất cứ lúc nào nó in thì nó làm tổn thương những người nhỏ và lẻ ở nước Mỹ và trên toàn thế giới. Bởi vì vậy, và cái sự mà gọi là tiền đô la chỉ là mực và giấy thôi. Và tiền nước Mỹ đã phá sản đúng ra là cái năm 1971, mà sẽ nó đã 50 năm trôi đi rồi, nhưng mà trên thế giới vẫn dùng tiền đô la, bởi vì nước Mỹ có cái cú súng bự và nó bắt người ta phải dùng tiền đô la để giao dịch với nhau, mua bán với nhau và mua xăng dầu.
chỉ vì vậy thôi. Nhưng vừa rồi có những cái nước gọi là đứng lên, nước Nga, nước Trung Quốc, đúng không, nước Brazil và nguyên cái nhóm BRIC đó nó đứng lên, và ngay bây giờ nó gọi là rất cái nước, những cái nước khác nó rất là khôn ra mà nó không sợ sợ Mỹ vô cãi đầu và chiếm cái nước đó nữa rồi, bởi vì có Trung Quốc bảo kê, có Nga bảo kê và những nước mạnh khác nữa đứng sau lưng thì nó không sợ Mỹ nữa rồi. Mỹ đang gọi là mất tiếng nói trên trái đất này, ok, bởi vì vậy và cứ 100 năm là nó thay thế một lần. Và nước Mỹ đã đạt được hơn 100 năm lãnh đạo trái đất rồi, lãnh đạo trái đất này rồi. Thì sao? Chuyện gì sẽ xảy ra? Chiến tranh thứ ba hay sao? Nga và Ukraine, Nga và Ukraine cứ tiếp tục kéo cái chiến tranh này dài hay sao? Và bất cứ một cái chiến tranh nào đó, chủ yếu là vì tiền và tiền, chứ không phải là vì muốn chiếm cái nước này, miếng đất này, không có đâu, chỉ vì tiền. Bất cứ lúc nào chiến tranh thì người ta cũng phải bỏ tiền vô súng ống, người ta phải bỏ tiền vô cái này cái nọ, đúng không? Nhưng những cái công ty đó, những cái công ty mà sản xuất ra những cái súng, những cái mũi tên, những cái vật liệu đó, những cái công ty đó thì thực sự, và những cái nhà băng trên toàn thế giới thì là những cái còn những nhà băng, ok, là những cái người nghe, những cái quỹ, những nhà băng trên toàn thế giới là những cái người mà gọi là đưa đẩy nguyên cái vũ trụ này, chủ yếu là tiền. Những cái nhà băng đưa trên toàn thế giới thì người ta đầu tư vô những cái công ty sản xuất súng đạn này, đúng không? Và lúc mà nó chiến tranh á thì người ta mới có lợi nhuận, súng đạn người ta mới bán được. Thì nó là vậy. Và cái trái đất này nó có những cái thiết kế. Ngay bây giờ người ta đang gọi là nó đang nằm ở trong cái lập trình người ta đang chạy, là người ta muốn giết đâu khoảng cỡ 90% của thế giới đi, trừ lại khoảng cỡ 10-15% thôi, để trái đất nó ổn định hơn. Ok, bởi vì vậy bạn thấy những cái câu chuyện là tự nhiên một cái chỗ mà gọi là nuôi dưỡng trứng á, làm ra những cái trứng gà lớn nhất một tiểu bang này, tiểu bang nọ lại bị cháy hết luôn. Chỉ cháy hết luôn. Không biết tại sao. Hồi đó đến giờ biết bao nhiêu năm trời nó không bị cháy, nhưng ngay bây giờ nó bị cháy. Hay là giống như, ok, nhớ không? Tại giống như ở bên châu Âu á, nó ngăn người ta trồng trọt luôn. Nó không cho người ta trồng trọt. Người ta có đất, người ta là những người trồng trọt, những người làm nông, thì nó ra cái luật là không được trồng cho mảnh đất đó, mà đất đó là đất của người ta rồi đó, để cho người ta phải kéo nhau cả trăm chiếc, cả ngàn chiếc chiếc gọi là chiếc bấn ta, chiếc mà người ta sử dụng để làm nông á, những chiếc xe người ta làm nông á, người ta phải kéo tới thành phố, người ta đả đảo rồi đánh nhau với những người cầm súng cầm ống, những con kiến được sử dụng bởi vì có những người lãnh đạo ở trên, gọi là những cái con cờ nhỏ nhỏ, những cái con mà những con cờ nằm trên bàn cờ. Nó rối như thế nào bạn thực sự muốn biết hay không, thì tối nay mình sẽ cho bạn những cái thông tin đó. Và không chỉ vậy, mình sẽ nói về Bitcoin và nó giúp Bitcoin như thế nào lúc mà gọi là đả đảo xảy ra, loạn xảy ra trên toàn thế giới, ok, nhà băng sụp đổ xảy ra, cái sự tăng trưởng, cái người mà bây giờ người ta sợ cái tiền tệ của người ta rồi, nước nào đang sợ tiền tệ của người ta rồi, và nước nào tiền tệ của người ta cũng giống như vậy, giấy vậy đó, ok, cái giấy vệ sinh, đúng không, sử dụng nó còn mắc hơn cái tiền tệ của cái nước đó nữa. Bây giờ người ta lấy giấy tiền tệ người ta thay thế với giấy vệ sinh, nó là vậy. Thì tôi đây, mình sẽ nói về những chuyện đó và mình sẽ nói về Bitcoin. Bitcoin và Bitcoin mà tại sao nó là tiền điện tử, tại sao nó là tương lai, tại sao nó là biết bao nhiêu người tỷ 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 phú đô la đã nhảy vô nó rồi, biết bao nhiêu quỹ cả nắm cả tỷ 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 đô la, cả ngàn tỷ đô la cũng đã nhảy vô nó rồi, nó rồi, cũng giống như BlackRock. Tại sao và tại sao? Nếu bạn có sự tò mò thì nên ghé thăm Tin Academy.